Dạ, em chào anh. Dạ. Anh có thể chia sẻ cùng bà con anh tên gì và địa chỉ cụ thể mình ở đây không anh? Tôi tên Long, dạ. Ở đây là ấp 2, xã Phú Ninh, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp. Dạ, em chào anh Long. Em thấy anh nhận phân về đây thì anh xem từ đâu mà anh biết tới phân này anh? Phân này tôi coi trên mạng. Coi trên mạng. Thấy làm im quá, tôi mới đầu tư, tôi mới mua về, tôi mới làm. Dạ. Thì tôi cũng hy vọng là xài lần đầu tiên, dạ. Là cũng y gan như trên mạng, dạ. Vậy cho nó đỡ tiền chi phí ra. Anh xem đó, xem bà con mình ở đâu làm anh? Ở Cần Thơ, ở Kiên Giang, An Giang cũng có, à. Bạc Liêu cũng có. Nó nhiều à. Rồi Tân Hưng cũng có, à. Đủ chỗ hết trơn á. Anh coi, anh cảm nhận như thế nào mà anh dám mạnh dạn áp dụng hết diện tích mình? Coi thì thấy chỗ nào cũng làm im hết trơn á. Thì mình bây giờ mặn lúc trước tới giờ quăng hóa học á, thì sâu bệnh cũng nhiều, yeah. Mà lúa thì nó tới chín thì nó cháy dữ lắm, yeah. Mà phân này thì nó tới chín thì cái lá nó cũng còn xanh, mà thấy nó năng suất cũng có lý. Thì tôi thấy mạnh dạn đầu tư vô, tôi xài vụ đầu tiên, yeah. Anh coi trên đó là bà con mình chia sẻ ha? Bà con, yeah, bà con quay lên bà con chia sẻ rồi. Là mình thấy thực tế quá. Đúng rồi, à. Chứ thật ra thì bên đó thì công ty người ta cũng ít quay, nhưng mà chỉ có bà con cũng như mình, người ta xài rồi, người ta thấy hiệu quả, người ta chia sẻ trên mạng. Rồi anh à. Vô trong đó anh coi ha. Dạ rồi. Dạ. Rồi hôm nay thì anh Long đem về đây là bao nhiêu tấn anh? 1 tấn 7 50. Ờ, 1 tấn 7 50 kg. Dạ, anh xài hết diện tích chưa? Hết diện tích luôn rồi. Là diện tích của anh Long là bao nhiêu? Coi như là 4 hectare rưỡi. 4 hectare rưỡi. Ừ. Dạ. Rồi em cũng cảm ơn anh Long, cũng chúc anh Long sử dụng phân công nghệ sinh học con người này được mùa bội thu, giống như bà con các tỉnh thành đã từng xài để chia sẻ anh. Và có một phần quà thì anh Long bên giám đốc công ty cũng gửi phần quà chúc mừng Noel, giúp cũng như là chúc anh có nhiều sức khỏe và gặp nhiều may mắn. Cảm ơn anh Long.